Pikachu đồ chơi kẹt trong thực quản bé 6 tuổi. Sau khi ngậm đồ chơi Pikachu và nuốt vào bụng, trẻ thang đau ngực nên gia đình đưa đi cấp cứu. Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh vừa nội soi cấp cứu lấy dị vật là đồ chơi Pikachu bằng nhựa bị kẹt ở thực quản cho bệnh nhi 6 tuổi. Hình thù đồ chơi có sừng dài, dễ đâm lủng thực quản và gây khó khăn trong quá trình xử trí. Người nhà chia sẻ, trong lúc chơi Pikachu, bé cho vào miệng ngậm và không may nuốt vào. Bé thang đau ngực, gia đình đưa đến bệnh viện địa phương, sau đó chuyển lên bệnh viện Nhi đồng 2, được chẩn đoán theo dõi dị vật kẹt thực quản. Sau khi nội soi cấp cứu, Pikachu được lấy ra, hiện sức khỏe của bé ổn định. Tiến sĩ bác sĩ Hà Văn Thiệu, quyền điều hành khoa tiêu hóa nhận định, trẻ nuốt dị vật đang có chiều hướng gia tăng. Khoa liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp như là bé nuốt dị vật, chìa khóa, phần muỗng nhựa bị bể, đồ chơi, pin đồ chơi, trang sức của người lớn. Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh nên quản lý đồ chơi của trẻ và các vật dụng có kích thước nhỏ. Nếu phát hiện con trẻ nuốt dị vật, cần bình tĩnh để xử trí, tuyệt đối không dùng tay moi hay dùng nước để đẩy xuống dạ dày. Điều này vô tình sẽ đẩy dị vật vào sâu, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Phụ huynh nên nhanh chóng đưa con đến cơ sở y tế gần nhất để kịp thời cứu chữa. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.